Tập 9. Chính quyền vừa rồi lại nhận được mệnh lệnh mới nhất. Bà chỉ huy Hồng quân, đoàn trưởng Chu của pháo đoàn yêu cầu pháo đoàn phải tăng tốc tiến công. Trước 6 giờ 30 phút phải tới được cao điểm 330 bố trí trận pháo. 7 giờ tối tiến hành tấn công trận địa 535. 7 giờ 30 chuẩn bị hoàn thành việc bắn pháo, sẽ phát động tấn công vào trong. Cái gì? Chính quỹ từ, anh không phải người ngoài, tôi phải đi sắp xếp công việc cho xong, rồi sẽ nói chuyện câu cá với anh. Thế này đi, hai người dùng giọng điệu của lữ trưởng thông báo một mệnh lệnh. Chu đoàn trưởng Chu dời tới chỗ cách Lan Sơn 5 km, bố trí cấm trại, rồi nhóm lửa nấu ăn nghỉ ngơi cho tốt. Tổng quyết chiến đổi lại sáng mai. Dân, buổi diễn tập không phải sáng sớm đêm nay kết thúc hay sao? Đúng rồi, suýt nữa làm lộ chuyện hết rồi. Vậy thì 10 giờ tối nay đi. Dân, thưa chính quỹ từ. Đi thôi. Chính quỹ từ, tôi quên mất không giới thiệu với anh. Anh thấy chiếc xe gian bên kia không? Bên đó có một màn hình tin tức tác chiến, có thể nắm bắt được tin tức tác chiến của chúng ta cả ngàn dặm. Hơn nữa, nó còn có một trung tâm điều khiển trạm tin tức. Mệnh lệnh mà tôi vừa mới đưa ra vừa rồi sẽ được phát đi từ chiếc xe van kia, sau đó sẽ truyền thẳng tới lữ đoàn 909 và hệ thống mạng thông tin của Hồng quân. Hơn nữa, rất khó phân biệt thật giả. Quá ra là như vậy à? Thật đúng khiến người ta khó mà tin. Đây là hệ thống tác chiến điện tử W8AB, tiên tiến nhất của quân đội chúng ta. Công kích mạnh, tính an toàn cao. Hơn nữa còn có thể truyền mệnh lệnh vừa rồi của tôi tới 909 về hệ thống thông tin của Hồng quân một cách vô cùng chuẩn xác. Vậy tại sao đơn vị của chúng ta không phối hợp? Đây là một bộ sản phẩm công nghệ cao, dung hợp giữa quân và dân, do mấy doanh nghiệp khoa học kỹ thuật cao và học viên kỹ thuật thông tin quân giải phóng cùng nhau nghiên cứu chế tạo. Trước khi khai chiến mới vận chuyển tới lữ đoàn Sơn Báo tiến hành kiểm tra, hiệu quả vô cùng tốt. Có lẽ không lâu nữa sẽ trang bị cho bộ đội. Chính quỹ từ, tôi sẽ phải trở lại tiền tuyến rồi, nhưng có một thắc mắc vẫn mãi chưa được giải đáp. Lữ đoàn 909 có gì mà cô không biết chứ? Tôi rất muốn biết đại đội đặc chiến thần bí của đội anh rốt cuộc là ở đâu. Tôi sẽ không nói cho cô biết, ít nhất trước khi buổi diễn tập kết thúc. Được. Giống như bây giờ tôi cũng không bỏ qua như vậy. Chính quỹ, chỉ thị của đoàn trưởng Chu, lữ đoàn 909 đã được truyền đi, đã nhận được điện báo. Nội dung điện văn là: cảm ơn lữ đoàn trưởng đã quan tâm. Được rồi. Chính quỹ từ, vậy thì tôi không tiếp chuyện với anh, tôi phải mau chóng tới Lan Sơn để tiếp ứng với lữ trưởng của các anh. Điện thoại của anh trả cho anh. Anh có thể gọi điện cho lữ trưởng. Nếu như anh ấy thật sự muốn đánh thì bắt buộc phải kéo theo hai đội pháo đang nấu nướng ăn uống kia mới được. Không có pháo binh tham chiến, giống như chương trình không có pháo hoa vậy. Rất buồn chán, không có gì đặc sắc. Lữ trưởng, đi vào thôi, sắp khai chiến rồi. Tôi sẽ ở ngoài, tôi phải chính tai nghe thấy tiếng pháo của pháo đoàn. Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, nổ pháo. Đoàn trưởng Chu, đoàn trưởng Chu. Alo, có chuyện gì? Có gì hay không gì cũng không kết nối được. Làm gì kiểu gì vậy? Mau kiểm tra. Dừng.
Mau chóng kiểm tra. Rõ. Chính quỷ, điện trưởng, điện thoại của chính quỷ. Mau nghe đi. Chào chính quỷ, anh đang ở đâu vậy? Tạm thời đừng hỏi tôi ở đâu. Hai đội pháo của đoàn trưởng Chu vẫn đang nghỉ ngơi ở cách đây 5 km. Sao anh biết được? Tất cả mạng lưới và vô tuyến thông tin của chúng ta đều bị quân xanh phá giải hết rồi. Tin tức tình báo đen của Hàn Bằng đã tiết lộ toàn bộ hệ thống thông tin nội bộ của chúng ta. Tất cả chỉ thị của chúng ta đều bị Hàn Bằng đánh tráo hết. Tôi có thể nói cho anh biết là do chính miệng nữ chính quỷ Lan Sơn Đồng Phi nói tôi biết. Tin tức hồi đáp của đoàn trưởng Chu của pháo đoàn tôi cũng thấy rồi. Các anh vẫn còn không hay biết chút gì. Các anh mau chóng áp dụng biện pháp xử lý đi. Chính quỷ nói gì? Chính quỷ của sông báo chạy tới Trình Hải rồi sao? Sự chú ý của chúng ta đều tập trung bên người Hàn Bằng. Không ngờ tới Đồng Phi này lại lợi hại như vậy. Cô ấy học ở Học viện Quan hệ Quốc tế, là chuyên gia chuyên nghiên cứu chiến thuật tâm lý trong chiến đấu. Các tin tức bắt cóc giả gì đó lần này đều là do mưu đồ và chỉ huy của cô ta. Bọn họ vẫn luôn dùng chiến thuật tâm lý với chúng ta, làm chúng ta còn tưởng họ dùng tay rồi. Không phải chứ chính quỷ, sao có thể như vậy? Đinh Khải, anh đừng không tin nữa. Đã sắp chết tới nơi rồi, các anh cứ đợi đó đi. Không phải là chiến thuật tâm lý của Hàn Bằng đó chứ? Chiến thuật tâm lý của lữ đoàn Sơn Báo từ đầu đến cuối đều chưa từng dừng. Bây giờ đã không chỉ đơn giản là chiến thuật tâm lý nữa. Chiến thuật tâm lý, chúng ta yếu đuối đến vậy sao? Bây giờ bất kể thế nào đi nữa, lập tức phái người men theo đường đi tìm pháo đoàn, nói bọn họ bất luận thế nào cũng phải tới được cao điểm 330 trước 22 giờ, thời gian tổng tấn công. Giờ lại tới 22 giờ 30 phút. Tắt hết tất cả bộ đàm không dây, toàn bộ chuyển sang dùng điện thoại không dây. Lỡ như bọn họ không kịp tới thì phải làm sao đi? Pháo đoàn tới không kịp, chúng ta cũng phải phát động tấn công trên mặt đất. Rõ. Tham mưu Dương, có. Cậu dẫn theo hai chiếc xe men theo đường lớn theo hướng bến đò An Tây. Sau khi gặp được đoàn trưởng Chu, bảo họ cấp tốc di chuyển. Rõ. Bây giờ không còn nhiều thời gian. Thông báo cho tiểu đoàn 2 quân bộ, kêu bọn họ mau chóng tới phòng tuyến 535. Rõ. Tham mưu Lâm, có. Cậu tới tiểu đoàn 2 của quân bộ một chuyến. Tôi dùng bộ đàm số 3 gọi họ kêu một người tới đây là được mà. Không được, tuyệt đối không. Không được khởi động bất kể một thiết bị liên lạc sóng điện từ nào, cũng đều có nguy cơ bị lộ bí mật. Rõ. Tham mưu trưởng, tham mưu nhỏ như tôi tới pháo đoàn hạ lệnh trực tiếp. Những người của trưởng đoàn Chu không tin tôi thì phải làm sao? Không, đoàn trưởng Chu cũng đâu phải không biết cậu. Anh xem có thể đưa cho tôi một tờ giấy gì không? Nói không không như vậy tôi sợ lãng phí thời gian. Ai viết cho cậu thì thích hợp đây. Anh viết là được rồi. Anh là tham mưu trưởng mà, tôi biết rồi. Đoàn trưởng Chu cũng chưa chắc đã tin. Tốt nhất vẫn nên kêu lữ đoàn trưởng viết. Lữ trưởng, Tiểu Dương nói cũng rất có lý. Tiểu Dương nào? Chính là tham mưu Dương, người sẽ tới pháo đoàn truyền mệnh lệnh của anh. Cái gì? Cậu ta vẫn chưa đi à? Quay trở lại rồi. Cậu ấy muốn anh viết một tờ lệnh cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ nói không không, đoàn trưởng Chu sẽ nghi ngờ. Đây là cái logic gì vậy? Truyền mệnh lệnh của tôi mà còn là giả được sao? Nếu như cho là giả thì cấp độ lừa đảo sẽ càng cao hơn, tính lừa gạt sẽ càng lớn. Lữ trưởng, điều này cũng không thể trách bọn họ được. Mấy ngày nay chiến thuật tin tức tâm lý của lữ đoàn Sơn Báo khiến chúng ta có chút khủng hoảng niềm tin. Cậu ấy sợ lời nói không có sức nặng, không điều động được đội quân. Anh nói xem đây là chuyện gì? Diễn tập quyết chiến năm 2017. Đinh Khải, thế kỷ 21 rồi. Một đội thông tin cơ khí quái truyền đạt lại một mệnh lệnh mà cần lữ trưởng giết tay sao? Như vậy đã đi lùi biết mấy thế kỷ. Có cần tôi phái thêm hai con ngựa rồi đưa thêm cho mấy anh mấy thứ đồ như hổ phù gì đó hay không? Chẳng lẽ anh không cảm thấy khó chịu sao? Không cảm thấy nực cười à? Nhưng bây giờ không thể dùng điện thoại di động gọi được, điện đài cũng không thể mở, điện thoại có dây còn chưa kết nối được. Rốt cuộc đoàn trưởng Chu đang ở nơi nào? Tất cả tình hình đều không hề biết chút gì. Tham mưu Tiểu Dương chỉ dựa vào lời nói, hay là sẽ có chút khó mà khiến người ta tin.
Anh nói xem, nữ trưởng, nếu tôi là đoàn trưởng Chu, tôi cũng không tin. Nếu nói không tin, đầu tiên là do các anh không có tự tin. Các anh đây không phải là đang ép tôi đi đường lùi sao? Nói với doanh trưởng bên thông tin, trước khi bắt đầu tổng tiến công, bắt buộc phải giải quyết toàn bộ vấn đề về thông tin liên lạc. Khoang chỉ huy tự động hóa và khoang thông tin liên lạc đều đi theo xe lửa tới đây. Bộ chỉ huy vừa mới xác định được vị trí, đang điều sang bên này, nhưng đợi nó tới nơi e là không kịp nữa. Tham mưu trưởng, vậy anh nói xem, mệnh lệnh phải viết ta như thế nào? Phải dùng từ ngữ nào? Mì làm nhanh lên, món ăn cũng làm nhanh lên chút. Đội trưởng, 10 phút nữa là được ăn rồi. Thêm món ăn chưa? Phải để các chiến sĩ ăn cho no. Đã thêm rồi, mỗi đơn vị món ăn được trợ cấp thêm 30 tệ. Tốt lắm, 10 phút nữa ăn cơm. Được, được. Đội trưởng, có phải buổi diễn tập của chúng ta lùi lại rồi hay không? Nếu là vậy thì chắc chắn là do thủ trưởng có chuyện không tới kịp. Không qua xem diễn tập cũng phí công. Mệnh lệnh ngày hôm nay cứ thay đổi sành sạch. Tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu. Cây doanh trại chúng ta cách xa 5 km để lệnh là sao? Còn không bằng để chúng ta ở đây dựng pháo đánh tới đó. Tôi thấy được đó. Tất cả dùng tên lửa tăng cường trong vòng 100 km bắn trúng mục tiêu không thành vấn đề gì. Vậy chúng ta đỡ phải chạy đông chạy tây, chứ không đánh trận này xong pháo binh cũng thành bộ binh luôn. Đội trưởng, tối nay nếu như không đánh thì quay về tôi kêu mọi người giặt giũ y phục một chút. Anh gửi đi, thiêu hết cả rồi. Chuyện này các cậu ở trong doanh tự sắp xếp là được. Cơm tới rồi, tới đi. Vẫn còn một món cá vẫn chưa làm. Đội trưởng, anh xem, anh đích thân đi làm hay là để tôi làm theo cách của anh? Con cá này phải để tôi đích thân làm cho. Được, được, đợi đó nha. Chuẩn bị ăn thôi. Đã lấy rượu để nấu ăn chưa? Lấy rồi. Món cá mà đoàn trưởng làm quá thật là. Lần trước tôi ăn còn mấy cái xương. Còn không phải sao? Đoàn trưởng, anh đâu? Đi nấu cá rồi. Tiểu Dương, anh được đấy. Đồ ăn vừa mới dọn lên thôi. Hôm nay anh có lộc ăn rồi. Ngồi ngồi xuống. Được rồi. Đừng ăn nữa. Đội trưởng là lệnh lập tức di chuyển. Di chuyển tới đâu? Cao điểm 330. Lúc 9 giờ bắt buộc phải tới nơi. Tiểu Dương này, món ăn chưa dọn lên, mệnh lệnh của cậu cũng chưa tới. Cá vừa mới nấu xong thì cậu lại tới. Thằng nhóc nhà cậu tuổi mèo đấy hả? Thằng Mùi Dương, tới thử món cá kho mà đoàn trưởng chúng tôi đích thân nấu đi. Tươi ngon lắm. Tôi nói thật đó, tôi còn mang cả lệnh viết tay của lữ trưởng tới đây. Cậu được rồi đó, đừng có mập mờ nữa. Nếu như lữ trưởng có mệnh lệnh thật thì đã truyền tới máy tính của tôi lâu rồi. Gọi điện phát điện tính, cái nào không nhanh hơn? Đúng rồi, tới sớm không bằng tới kịp lúc. Lấy cho Tiểu Dương một bộ chén đũa. Nào nào, chúng ta ăn cơm trước. Tôi cứ sập xuống cũng phải ăn no đã chứ, có đúng không? Nào ăn thôi, đừng ăn nữa. Anh có ý gì hả? Người của bộ chỉ huy lữ đoàn tới cũng đều dám ở đây ngang ngược. Xem tôi có đập anh hay không. Bình tĩnh chút. Đây không phải là Tham mưu Dương sao? Đoàn trưởng Chu, tôi có đem theo mệnh lệnh của lữ trưởng tới. Đây chính là mệnh lệnh giết tay của lữ trưởng. Tiểu Dương, đúng là sao cậu không đưa cả tư lệnh viên của lục quân chiến khu tới đây luôn đi? Đúng đó. Chúng ta làm lính bao nhiêu năm, chỉ nghe nói trưởng quan của quân đội quốc gia có lệnh giết tay, chứ chưa nghe quân giải phóng cũng có lệnh giết tay. Anh tự coi đi. Đoàn trưởng, gần đây hệ thống thông tin liên lạc bị Lam quân thâm nhập và phá hoại. Vì để bảo mật nên liên lạc vô tuyến và có dây dẫn lữ bộ các đoàn tạm thời sẽ bị đóng. Tôi đặc biệt phái tham mưu Dương của Bộ Tư lệnh tới đưa thư tới đoàn của các anh để truyền đạt mệnh lệnh trong đội. Tiểu đoàn trưởng 1, tiểu đoàn trưởng 2, tiểu đoàn trưởng bảo hộ. Có, lệnh cho đội ngũ lập tức khởi hành. Rõ. Đoàn trưởng, không ăn cơm nữa sao? Đợi mà ăn cờ lê đi. Đội ngũ đi trước. Cơm nước cùng người cách đưa tới cao điểm 330 đi. Xuất phát.
được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bánh bao này thì còn dễ xử, nhưng mì vừa mới nấu xong phải làm sao đi? Các tiểu đoàn chú ý, lập tức tiến vào trận địa. Trong 20 phút phải hoàn thành chuẩn bị bắn. Mục tiêu 535, phương hướng Tây Nam. Tốc độ gió 20-28. Báo cáo, vào đi. Báo cáo lữ trưởng, phái đoàn đã tới cao điểm 330, hiện đang triển khai. Tốt, tham mưu Dương, tôi sẽ lập công cho cậu. Lữ trưởng, thứ lập công là lệnh giết tay của anh. Nếu như không có lệnh giết tay của anh, mấy tiểu đoàn trưởng của pháo đoàn chắc sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất. 10 giờ đúng, quả lực cũng bị được chứ? Không thành vấn đề, nhưng mà hôm nay pháo đoàn ăn được một bữa sáng xuất phát tới giờ vẫn chưa được ăn uống gì. Các cậu dừng trên đường lâu như vậy mà không biết đường mỗi lửa nóng hay sao? Vừa mới dọn cơm lên thì mệnh lệnh tới, không có tâm trí ăn uống gì cả. Pháo đoàn giỏi lắm. Tiểu đoàn 3 của quân bộ có tin tức gì chứ? Chưa có. Có thể là giống như bên đoàn trưởng Chu nhận được điện báo giả của quân xanh, cũng đang ở lại một nơi nào đó trên đường rồi. Đi đi. Rõ. Lữ trưởng là sao rồi? Pháo đoàn đã tới kịp rồi. Tiểu đoàn 2 quân bộ đại đội đặc chiến cũng đã tới vị trí dự định. Nói sao đây? Lúc đầu đúng là nên để tiểu đoàn 1 quân bộ ở lại Trình Hải. Nếu như bây giờ tiểu đoàn 1 ở bên cạnh, thì hai tiểu đoàn 1 và 2 của quân bộ cộng thêm đại đội đặc chiến đã mai phục thành công, thì chúng ta chắc chắn chiếm ưu thế hơn so với Lam quân rồi. Đáng tiếc, chuyện đã qua rồi đừng nhắc nữa. Giữ lại tiểu đoàn 1 cũng không phải là việc xấu. Ít nhất lữ đoàn Sơn Báo cũng không dám đọc tới bộ chỉ huy lữ đoàn chúng ta, mà chỉ có thể vận hành nhỏ nhặt ở khu vực lân cận. Hành động vậy mà còn nhỏ sao? Chính quỹ cũng đã bị kéo vào rồi mà. Nhưng mà hiện giờ báo cáo là phó trưởng đoàn Phùng của pháo đoàn. Giao đi. Đoàn trưởng Chu bảo tôi đưa hai chỉ lệnh qua đây. Lữ đoàn trưởng, tham mưu trưởng, 5 giờ chiều hôm nay chúng tôi nhận được điện báo của bộ chỉ huy lữ đoàn thông báo là chúng tôi phải dừng lại tại chỗ cách Lan Sơn 5 km, cấm trại đợi lệnh. Đây là nội dung điện báo. Các cậu đưa hai chỉ lệnh này tới đây để ý gì? Đoàn trưởng Chu hy vọng lữ đoàn có thể giải thích một chút tại sao người bị thương luôn là chúng tôi. Lời này của cậu sao có như lời bài hát vậy? Phó đoàn trưởng Phùng có về truyền lời tới đoàn trưởng Chu của các cậu. Đó đều là lỗi của tôi. Sai. Đều là do lỗi của chữ chiến cường tôi. Không giải thích nữa. Sau khi diễn tập xong, tôi sẽ tới pháo đoàn làm kiểm điểm. Nhờ cậu chuyển lời tới đoàn trưởng Chu một lần nữa. Nếu lần này anh ấy vẫn còn có thể dẫn đầu, tôi xin anh ấy công lao 2 cấp. Rõ. Anh nói xem, làm giả đổ lên tới người tôi rồi. Hàng bằng, rồi sẽ có ngày tôi xử đẹp anh. Lữ đoàn trưởng, tiểu đoàn đối kháng điện tử đã tiến hành làm giữ sóng điện từ mạnh với Lam quân. Điện đài của tuyến đầu và sở chỉ huy đã được thay mới toàn bộ. Thông tin vô tuyến đã được khôi phục kết nối. Tốt. Đã liên lạc với tiểu đoàn 2 của quân bộ đại đội đặc chiến chưa? Báo cáo là đại đội trưởng Hồng. Vào đi. Báo cáo, đại đội trưởng Hồng Nghị của đại đội đặc chiến tới báo cáo. Hồng Nghị, may mà có đại đội đặc chiến của anh. Báo cáo, 3 trung đội của đại đội đặc chiến của tôi đã mai phục dưới rãnh phía tây và tuyến 150m ở cao điểm 535. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành công kích bất cứ mục tiêu nào phía tây cao điểm 353. Báo cáo, vào đi. Báo cáo tham mưu trưởng, tiểu đoàn 2 của quân đội tới báo cáo. Tốt. Tôi mời hai người tới đây là vì muốn sắp xếp tác chiến lần cuối cùng trước khi khởi động tổng tiến công trước mặt hai người.
sau lần này chỉ có thể căn cứ vào mốc thời gian và sự hợp tác với nhau giữa hai người thôi. Rõ. Qua đây. Quả lực đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Sau khi pháo đoàn bắt đầu tấn công mạnh trận địa của Lam Quân, thì tiểu đoàn 2 quân bộ bắt đầu tiến về hướng tuyến đầu của quân địch. Một khi quả lực này, tiểu đoàn 2 sẽ phát động tấn công. Đợt sau khi tiểu đoàn 2 chiếm được phòng tuyến đầu tiên của Lam Quân, đồng thời thu hút được chủ lực của Lam Quân, thì đại đội đặc chiến sẽ từ phía rừng bên trái phát động tấn công. Hai người hiểu rõ chưa? Rõ. Chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Đi. Tôi không hiểu. Không hiểu. Không phải chứ. Chúng ta đã mai phục ngay dưới mũi của Lam Quân rồi. Không cần phải đợi tiểu đoàn 2 chiếm được trận địa tuyến đầu của Lam Quân. Chúng tôi có thể phát động tiên phong trước. Nhất là các đội viên mai phục hai bên rừng phía tây của chúng tôi. Họ có thể leo lên rất cao, dòng tới phía sau Lam Quân và tiến hành tập kích. Không không, nơi đó đã vượt qua khu vực diễn tập rồi. Các cậu trèo qua từ rảnh thì có thể ai nhìn thấy? Cái gì mà không nhìn thấy? Không nhìn thấy mới gọi là tập kích chứ. Ý của tôi là thủ trưởng sẽ không nhìn thấy thì các cậu xông qua đó còn có ý nghĩa gì nữa? Anh nói vậy là sao? Cái gì mà thủ trưởng không nhìn thấy? Tôi không quan tâm ông ấy có thấy hay không. Sau khi lên đó mới có cơ hội tập kích. Làm loạn bố trí của họ như vậy, tiểu đoàn 2 tấn công chính diện có thể giúp giảm bớt áp lực. Đây chính là cơ hội phát huy ưu thế của chúng ta. Cậu đó căn bản không hiểu được ý đồ tác chiến của lữ đoàn. Sao lại không hiểu? Nghe theo lữ đoàn trưởng nói đi. Kế hoạch tác chiến của lữ đoàn vốn là tiểu đoàn 2 phụ trách tấn công chính diện, đại đội đặc chiến các cậu và tiểu đoàn 3 cùng phát động tấn công từ bên rừng, đội đặc giáp tới phía nam 535 giả vờ tấn công. Nhưng hiện giờ tiểu đoàn 3 quân đội đi phía sau, không biết đã chạy tới đâu rồi, tới bây giờ vẫn chưa liên lạc được, nên chỉ đành tạm thời phát động công kích từ phía sau. Đành vậy thôi, cũng coi như trạng thái tấn công của chúng ta ra đâu vào đấy. Lúc đầu tôi đã phản đối việc để tiểu đoàn 1 ở lại, mọi người không nghe. Tiểu đoàn 1 rất mạnh, tấn công phòng tuyến 353 rất tốt. Anh để họ lại trình hải có tác dụng gì chứ? Cái doanh trại trống không có tác dụng gì? Vốn dĩ Tử Chiến Cương đã hối hận với quyết định để tiểu đoàn 1 ở lại một mình. Người ở bên cạnh không ai dám nhắc đến chuyện này, giống như vết thương trên người không nên mở ra. Nhưng Hồng Nghị lại không hiểu gì, cứ nói tới chuyện không nên nói. Đại chiến ngay trước mắt, bên phía Hồng Quân lại xảy ra xích mích, cuộc họp rơi vào thế bế tắc. Còn phía bên Lam Quân cũng không hề yên bình, phương án tác chiến vẫn mãi chưa quyết định xong. Đại đội trưởng Hình Phong, tham mưu trưởng, thời gian tấn công cao điểm 330 đã xác định chưa? Đừng nhắc nữa. Những người tham mưu tác chiến đã cãi nhau suốt 20 phút. Cho việc thăm dò trước hay đánh trước, sao lại có thể như vậy? Anh mau chóng quyết định đi. Nhưng hai bên nói đều có lý. Tôi thấy rằng khi đàn chúng ta dẫn một trung đội bay qua đó trước, phát hiện ra trận địa pháo của Hồng Quân thì đánh, đỡ phải mất công quay về. Tôi thấy phương án này được đó. Vậy tôi sẽ đi thông báo cho trung đội 2 biết trước. Anh cứ hạ lệnh là được rồi. Được. Như vậy đi. Lữ đoàn trưởng tới rồi. Chuyện này phải để lữ đoàn trưởng quyết định. Lữ đoàn trưởng, chuyện này là sao? Tới bây giờ phương án tấn công cao điểm 330 vẫn chưa quyết định xong. Tại sao? Châu Thiên Bình và các dân mỗi người đưa ra một phương án. Một người hy vọng để thiết bị bay không người lái, do thám trước xác định chính xác tình báo rồi tính tới hạch sách giá thành để tấn công một cách chuẩn xác. Phương án này được tiến hành ngay. Nhưng còn các dân thì phương án của cô ấy chỉ gói trọn trong chữ nhanh. Cô ấy không muốn để máy bay không người lái đi dò thám trước, mà muốn thông qua hệ thống định vị xác định trận đại pháo của Hồng Quân, sau đó truyền dữ liệu cho tiểu đoàn bệ phóng tên lửa tầm xa cách đó 200 km. Dùng tên lửa tầm xa đã thẳng vào như vậy, Hồng Quân sẽ không có bất cứ cơ hội nghỉ ngơi nào. Phương án này cũng được, lập tức thực hiện đi. Đúng. Nhưng mà đại đội trưởng Hình Phong của Lục Không Quân cũng đưa ra một phương án, tôi cho là cũng không tệ. Cậu ấy có phương án gì? Đại đội trưởng Hình Phong, qua đây một chút. Lữ đoàn trưởng, nói ý tưởng của cậu cho tôi nghe. Ý tưởng của tôi là thay vì ở đây đợi bọn họ tranh luận, thì bằng tôi dẫn theo trung đội 2 bay qua đó trước, đồng thời do thám và đánh trận. Phát hiện được đội pháo của Hồng Quân thì đánh luôn. Trước tiên thì dùng tên lửa tấn công ngoài tầm nhìn, rồi bay lại gần dùng quả tiễn bắn. Nếu vẫn còn tàn quân ngoan cố chống trả, thì dùng không pháo tấn công một lượt nữa. Nếu như không thể phá hủy được trận địa pháo của Hồng Quân, thì cũng có thể thành công áp chế bọn họ tấn công cao điểm 303.
Phương án này của cậu không có vấn đề gì. Lập tức thực hiện, nhanh. Rõ. Không phải chứ, lữ đoàn trưởng có vậy mà quyết định rồi sao? Để bọn họ qua đó trước. Cậu nghĩ xem, chỗ này cách cao điểm 3:30 ít nhất là 10 phút. Cậu ấy cũng không biết bay tuyến thẳng, còn phải tận dụng địa hình để ẩn náu tiếp cận địch. Cách thời gian phát động tổng tấn công ít nhất là 20 phút. 20 phút đó chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Rất nhiều việc gì? Châu Thiên Bình và các dân đâu? Thái Mô Hàng, gọi hai người họ qua đây đi. Đánh trực tiếp, nổ pháo, tên lửa tầm xa để có thể đạt được hiệu quả, phá quỷ. Hơn nữa chúng ta có máy bay không người lái, tại sao lại không dùng? Anh coi Hồng Quân là đồ ngốc à? Bọn họ chỉ ở trên đầu chúng ta quan sát mà không đánh chắc. Đánh tới thì cũng có sao chứ. Phương tiện bay không người lái giá thành thấp, điều thêm một cái khác qua là được. Đừng cãi nữa. Tôi nói với hai người, phương án hai người nói đều có lý, nhưng mà không thể nói phương án nào có hiệu quả hơn một cách chính xác tuyệt đối. Cao điểm 303 có bán kính 10 km, địa hình vô cùng phức tạp. Một khi Hồng Quân biết được ý đồ của chúng ta, bọn họ sẽ lập tức chuyển dời trận địa. Tới lúc đó chúng ta sẽ rất dễ bị hồ hụt. Mệnh lệnh sau đây, lập tức đưa hai phương tiện không người lái tiến hành dò thám chiến trường không trực 303. Đồng thời phải giám sát hiệu quả tấn công, gửi tất cả số liệu tới tiểu đoàn tên lửa tầm xa, tháp chỉ huy lục không quân và cả tổ bay hình phong. 2. Lệnh cho trung đội 2 của đại đội lục không quân, sau khi tiếp cận trận địa pháo của Hồng Quân ở cao điểm 303, lập tức tiến hành tấn công tên lửa đối không và tấn công hỏa tiễn. Trung đội 3 của đại đội lục không quân lập tức bay lên tạo thành thay đổi thứ hai, sau khi tên lửa tầm xa phủ khắp phải lập tức tiếp cận cao điểm 303, tiến hành tấn công chính xác đối với quân địch tàn dư. Rõ. Được, phương án này rất tốt. Tốt thì đúng là rất tốt, nhưng mà cái gì? Tôi cho cậu 30 giây để trình bày. Lữ đoàn trưởng, tôi cảm thấy trận chiến này nên tấn công chính xác thông qua trận địa pháo giả của quân địch. Bây giờ rất khó có thể xác định số liệu tọa độ chính xác, nhưng một khi bọn họ nổ pháo thì tia hồng ngoại sẽ chỉ dẫn mục tiêu cho tên lửa. Chúng ta phái đi ít nhất phải 2 lượt máy bay trực thăng ẩn nấp ở cách đó 10 km để đón địch. Trước khi Hồng Quân chuẩn bị nổ pháo 1 phút, bay thẳng lên độ cao 1000 m, dùng tên lửa đối chất phát động tấn công ngoài tầm nhìn đối với Hồng Quân. Máy bay trực thăng đồng thời gửi số liệu chính xác của mục tiêu tới kho số liệu của trung tâm chỉ huy, rồi chỉ dẫn mục tiêu cho bệ phóng tên lửa tầm xa để bệ phóng tên lửa tầm xa phát động tấn công 2 lần. Được, vô cùng tốt, cứ làm theo cách của cậu. Tham mưu trưởng, nhóm 4 máy bay Z-10 lượt thứ hai sẽ do cậu dẫn dắt tiến hành chỉ huy trên không ở phía sau đội bay của hình phong. Rõ. Bộ chỉ huy của Hồng Quân đã di chuyển tới 2 tổ đội điện đài đã được kết nối ở tiền tuyến của chúng ta. Trong đó, qua phân tích của tôi, thì một đội là tiểu đoàn 2 của quân bộ lữ đoàn 909 vẫn luôn ở trung bộ, hành động cùng với sở chỉ huy Hồng Quân. Đội còn lại kia thì khá lạ, trung tâm tình báo phân tích, có lẽ là đại đội đặc chiến vẫn luôn ẩn náu. Nói như vậy, đại đội đặc chiến của anh ta hành động vô cùng bí mật. Đúng vậy. Tôi cảm thấy đây rất có thể là một vũ khí không để lộ ra của chữ chiến cương. Chữ chiến cương này sau khi qua bến đò An Tây đột nhiên lại giảm tốc độ hành quân lại, xem ra là có mục đích cả. Không sai, anh ta có đủ tự tin tấn công phòng tuyến 5-3 năm, thế nên mới thực hiện tiến hành từng bước như vậy. Tiểu đoàn có truyền mệnh lệnh. Rõ. Trận địa pháo của Hồng Quân gặp đợt tấn công thứ nhất của quân ta, quả lực chắc chắn chưa chuẩn bị đủ. Phát động thời gian tổng tấn công chắc chắn có khả năng lùi lại. Lúc này có thể phái một lượng nhỏ binh lực đột kích trận địa tiền tuyến của Hồng Quân, tìm hiểu rõ ý đồ của bộ chỉ huy Hồng Quân. Sau khi tên lửa tầm xa của ta thực hiện tấn công lần hai, thì tập trung 80% binh lực của 2 tiểu đoàn lên phòng tuyến 535 đáp xuống điểm cao. Một nhóm nhanh chóng cắt đứt đường liên lạc giữa tiểu đoàn 2 quân đội và đại đội đặc chiến của Hồng Quân, chủ lực cấp tốc khởi động tác chiến bao vây tiêu diệt. Đối với tiểu đoàn 2 quân bộ và các sở chỉ huy khác, tranh thủ bắt sống chữ chiến cương. Hồng Nghị, tiểu đoàn 2 quân bộ lên rồi, hy vọng sau 2 tiếng đồng hồ sau chúng ta có thể bắt tay nhau lần nữa trên cao điểm 535. Xin lữ đoàn trưởng yên tâm.
Đại đội trưởng Hồng, anh cũng nhìn ra rồi đó. Thực ra Lữ đoàn trưởng rất thấu tình đạt lý, chỉ là chính quỷ không ở đây, chuyện nhỏ gì cũng đè lên người anh ấy. Anh hãy hiểu cho. Tham mưu trưởng, không cần phải lên với đại đội đặc vụ đâu. Không sao, chúng ta hãy giữ liên lạc. Chính ủy trở về rồi. Chính ủy, tôi còn đang lo trước khi khai chiến không về kịp. Cô thật là đúng giờ. Đây là chỉ thị Lữ đoàn trưởng gửi cho cô. Để tôi xem. Đại đội trưởng, hình như là điện đài của sở chỉ huy 909 đang di chuyển quỹ đạo. Đang ở vị trí nào? 9 giờ 45 phút 10 km 101-101. Phát hiện 909 di chuyển sở chỉ huy, đang đi về hướng 535. 101 đi theo qua đó. 102-103 giữ nguyên tuyến bay. 102 đã rõ. Cô về rồi à? Tôi nói này, cô mà không về tôi sẽ trở thành lục thần vô chủ mất. Anh được đó. Đừng nói chứ, tôi thật sự có chút lo cho cô. Lo cái gì? Sợ tôi trả thành của 909 à? Không phải là không có khả năng này. Vậy thì tốt rồi. Tôi đã bỏ xấu theo tốt, gia nhập vào 909, đang một đòn ngược lại rồi. Theo như cô nói, lần diễn tập này hay ho rồi, đặc sắc hơn rồi. Mấy người tham mưu trưởng bọn họ sao rồi? Tham mưu trưởng và Hình Phong đã tiếp cận cao điểm 303. Có tình hình gì mới không? Đúng là có một cái mới thật. Bọn họ hình như đang theo đuổi một mục tiêu mới. Bọn họ không canh chừng 303 mà lại đi theo đuổi mục tiêu mới gì chứ? Không không một, không không ba phát hiện mục tiêu quan trọng. Đinh Khải, đã liên lạc được với đoàn trưởng Chu ở 303 chưa? Liên lạc thông suốt. Tham mưu trưởng, hãy yên tâm. Tất cả binh sĩ bước vào trạng thái chiến đấu với đầy nhiệt tình, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Xe chỉ huy của Lữ đoàn 909 đã nắm chắc, đề nghị tấn công. Đề nghị tấn công. Nếu như cứ tiếp tục thế này thì kết cục Lữ đoàn 909 sẽ giống như Lữ đoàn 808 thôi. Tham mưu trưởng, anh xem. Chính ủy Từ Hiểu Thôn hiện giờ đang bị nhốt ở doanh trại tù binh ở lữ đoàn Sơn Báo. Cái ghế lữ đoàn trưởng này cũng bị tên lửa radar của người ta nhắm trúng rồi. Tham mưu trưởng Hách này chỉ cần ấn nút phóng tên lửa thì chữ chiến cương sẽ bị chặt đầu hoàn toàn luôn. Đúng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, kết cục của hai lữ đoàn Hồng Quân rồi sẽ y như nhau. Đây là tình trạng chúng ta không muốn nhìn thấy, cũng là hiện thực mà chúng ta bắt buộc phải đối mặt. Nếu như giờ phút này đây mà là trận chiến thật thì chúng ta sẽ quả thật không có mặt mũi gặp người nhà nữa rồi. Đâu chỉ là không có mặt mũi gặp người nhà, chúng ta đều sẽ phải ra toàn quân sự. Một không một, tôi đã nhắm chiếc xe chỉ huy đầu não của lữ đoàn 909, đề nghị tấn công. Đề nghị tấn công. Không không ba, tôi là 001. Đợi mục tiêu đi vào đoạn đường số 5, hãy lập tức phát động tấn công. 003 đã rõ. Mệnh lệnh này của hạng bằng rất tốt.
Cậu ấy muốn cái xe này của Chữ Chiến Cương. Sau khi chạy ra khỏi rừng cây tới khoảng đất trống phía trước, cậu ấy sẽ phát động tấn công. Như vậy sẽ tránh được việc tên lửa chạm vào cây cối, bảo đảm tỷ lệ thành công của công kích. Trưởng quan, mệnh lệnh này không thích hợp. Tại sao? Đánh thắng không phải là mục tiêu của chúng ta. Hy vọng anh có thể suy nghĩ lại. Hàn Phong biết lúc này chỉ cần anh hạ lệnh, hai chiếc tên lửa trên máy bay trực thăng của Hách Kiến Quốc sẽ phóng ra ngoài. Cảnh Hồng Quân và Chữ Chiến Cương bị tiêu diệt đang ở ngay trước mắt. Lam Quân sẽ lại chiến thắng trở về lần nữa. Là một quân nhân, khát khao thắng lợi là chuyện đương nhiên. Nhưng lời nhắc nhở của Đồng Phi lại khiến Hàn Bằng bình tĩnh lại. Mục đích đội Lam Quân chuyên nghiệp tham gia diễn tập không phải là để thấy kết cục giống như lữ đoàn 808 của lữ đoàn 909, mà là suy xét sâu xa hơn. Mục tiêu đã tiến vào đường số 5. Chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Đề nghị tấn công. Tôi là 001, hủy bỏ tấn công. Thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Đã rõ. Hủy bỏ tấn công. Tư lệnh, chính ủy, mời. Cũng chưa chắc. 101, chúng tôi đã tới khu vực phục kích. 102, 103, 104, chú ý ẩn nấp. 101 lập tức qua đó, tập hợp với mọi người. 101, chỗ cách 10 km phía trước chính là trận địa 330 của pháo đoàn Hồng Quân. Ẩn nấp tại chỗ. 102 đã rõ. Đó chính là phòng tuyến 535. Tham mưu trưởng Đinh, hãy hành động theo kế hoạch. Đã rõ. Đoàn trưởng Chu của pháo đoàn, nữ đoàn trưởng ra lệnh. Tiểu đoàn 1 chuẩn bị. Phóng. Chuẩn bị tấn công. Quá tuyệt rồi. Tiểu đoàn 2 chuẩn bị. Tham mưu trưởng, đây là điểm cao 330. Tôi gặp phải tập kích tên lửa của Lam Quân. Để Lam Quân tập kích tên lửa.
003 đã hoàn thành nhiệm vụ, đề nghị quay trở về. Có thể bay trở lại. 003 đã rõ. Báo cáo trưởng quan, công sở tuyến 1 tuyên tuyến đã bị phá hủy hoàn toàn, hiện đang cố gắng sửa chữa. Tôi biết rồi, chuẩn bị sẵn sàng cho việc xuất kích. Rõ. Diễn quả. Diễn quả 001. Diễn quả đã nhập tọa độ, đề nghị được nổ súng. Có thể nổ súng rồi. Báo cáo lữ đoàn trưởng, trận địa pháo 330 lại bị pháo phản lực từ xa của Lam quân tấn công, hay trận địa pháo đã bị hủy hoàn toàn? Biết rồi. Đội trọng tài đạo diễn quyết định pháo đoàn của chúng ta đã mất đi năng lực tác chiến, rút khỏi buổi diễn tập. Tiểu đoàn 2, tiến hành tấn công theo kế hoạch.